Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy cò, bẫy vạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác ba cái bộ sản phẩm phục vụ mùa bẫy cò, bẫy vạc sắp tới đây. Thì cái bộ sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho các bác là cái keo nhá, cái keo bẫy cò, bẫy vạc. Thì keo thì nhà em sẽ đóng ra làm hai loại, một loại hộp nhỏ và một loại là hộp to. Nếu hộp to như này là 1 cân nhá, nếu hộp to 1 cân. Còn hộp nhỏ thì hôm nay khách chưa đặt thì em cũng chưa đóng. Thì để video sau thì em sẽ giới thiệu cho bác. Đây là cái lọ nhỏ này. Cái lọ nhỏ nhỏ này thì hơn thì em sẽ đóng ra là nửa cân. Thì em cũng chia sẻ cho các bác là khi mà các bác mà mua keo này thì các bác là lên là mua một cái lọ 1 cân thì nhà em sẽ bao cước vận chuyển luôn nhá. Còn các bác mà mua lẻ chẳng hạn nửa cân thì các bác phải chịu tiền cước nữa. Cái keo này thì các bác có thể là để từ năm này sang năm khác không ảnh hưởng gì. Nên các bác lên mua một lần là mua một cả 1 cân luôn. Đấy là về các bác mua số lượng lẻ. Còn giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp cả khi mà các bác mà muốn mua cả thùng ấy. Đấy, một thùng này là 20 cân mà muốn cung cấp lại cho người dân thì nhà em cũng bán nhé. Đấy, các bác có thể là gọi điện đến thì bên em sẽ có giá rất là ưu đãi. Còn về cái số lượng thì rất là nhiều. Đây số lượng đây tất cả là những chiếc thùng keo cò nhé. Thì cũng rất là nhiều, những video em cũng giới thiệu rồi. Mỗi lần là nhà em đi lấy là 1 tấn keo cò đấy, để đảm bảo cho các bác là cần số lượng bao nhiêu cũng có nhé. Và cái thứ hai là giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho các bác. Đấy là về cái keo cò nhé. Thì em cũng sẽ bỏ ra đây về cái chất lượng keo cò thì đây em đang đóng đây. Thấy một cái thùng này thì chất lượng keo cò thì các bác nhìn quan sát trên màn hình này, đảm bảo cho các bác là keo này là keo công nghiệp nhé. Đấy, keo công nghiệp trong suốt. Đấy, keo công nghiệp loại 1 trong suốt. Đảm bảo là đi đánh ấy, thời tiết khoảng độ tầm 3-4 độ C vẫn đánh được bình thường. Và cái thứ hai là khoảng độ tầm 37-38 độ C với cái thời tiết mùa hè vẫn đánh được nhá. Và cái chất lượng keo này và để rất là được lâu, các bác để từ năm này sang năm khác cũng được. Và cái keo này rất là đa năng, các bác có thể là đánh cò này, đánh vạc này, đánh cu gáy này, hoặc có thể là dùng để bẫy chuột này, bẫy chuột hoặc bẫy ruồi đều được nhá. Và cái chất lượng keo đây các bác, đây là những cái vật đục này là do tay em dùng nước xà phòng ấy thì nó hơi vẩn đục ra, chứ còn chất lượng keo là nó trong suốt như này nhá. Chất lượng keo là nó trong suốt như này. Đấy, bám ở trên thành thùng này rất là trong như này. Đấy là về cái chất lượng keo cò. Thì về cái bộ sản phẩm thứ hai mà em muốn giới thiệu cho các bác nữa là cái con cò trắng giả nhá. Đấy, con cò trắng giả này thì cái thân của nó ấy thì được làm bằng xốp cứng này. Đấy, tất cả là đều màu trắng nhá. Đấy các bác mà muốn bẫy cò bọ thì các bác có thể là mua về các bác vẽ thêm. Còn nhà em chỉ có cò trắng giả thôi. Cổ của nó thì bằng xốp dẻo nhá, để đảm bảo cho bác là đi đánh kể cả gặp như này cũng không bao giờ bị gãy được phần cổ. Còn đây là về phần mắt này, đấy, mỏ vàng mắt đen. Đấy, đấy là về cái phần con cò trắng giả này. Nên giá của nó thì rất là rẻ thôi, chỉ có 20.000 đồng một con thôi các bác. Về chỉ cần vót cho mình một cái que tre và các bác cắm xuống ruộng ấy là đi đánh được thôi. Đấy là về cái bộ sản phẩm thứ hai. Còn là về cái bộ sản phẩm thứ ba là que. Đấy, que bẫy cò nhé. Que bẫy cò thì nhà em có hai loại. Một loại là que tre. Đấy, que tre này thì nhà em đã phơi rất là khô rồi, ngâm ở dưới nước kỹ nhá và vớt lên phơi khô và vót thành những cái chiếc que như này toàn cật thôi các bác nhá. Đấy, và gác bếp thì để đảm bảo cho các bác là đi đánh không bao giờ bị mối mọt được. Đấy là vài que tre. Còn vài cái sản phẩm thứ hai là que nhựa cáp quang nhá. Đấy, que nhựa cáp quang đây. Que nhựa này thì em cũng báo là của nó cái chiều dày của nó là 1.7 đến 1.8 nhá. Đấy, 1.8. Đấy, kích thước cái chiều dài của nó thì từ đầu này sang đến đầu này nhá thì nó là 48 đến 50 phân. Đấy là vài kích thước. Đấy là về những cái que, kể cả que tre cũng quen giống như que nhựa cáp quang nhá. Thì em cũng giới thiệu cho các bác là nếu mà các bác mà có nhu cầu về keo này, đấy, que này, cò giả này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhá. Hoặc là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở phần dưới bình luận ấy thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ trực tiếp cho các bác. Và giới thiệu cho các bác là nhà em ship hàng toàn quốc này, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác là luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về cái phương thức bán hàng nhà em. Còn nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Đấy, cũng giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp cả xỉ cả lẻ luôn nhé. Đấy, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.